Thưa quý vị, toàn bộ 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines đều thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Quảng Tây, Trung Quốc vào hôm 21 tháng 3. Đây là thông tin mới nhất được phía giới chức của nước này xác nhận vào tối qua theo giờ địa phương. Trang thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tính đến ngày 26 tháng 3, danh tính của 120 trong số 132 nạn nhân được xác nhận bằng cách xác định ADN. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố danh tính cụ thể. Đồ đạc và các mảnh thi thể của các nạn nhân được bảo quản cẩn thận. Hiện cả hai hộp đen máy bay đều đã được giới chức của nước này tìm thấy. Quan trọng trong đó là chiếc hộp đen thứ hai dùng để ghi chép dữ liệu chuyến bay, có thể theo dõi hơn 1.000 đặc điểm từ các điều kiện cơ bản của máy bay, chẳng hạn như tốc độ và độ cao đến trạng thái của báo động khói hoặc vị trí của cánh tà. Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang dự kiến bay từ thành phố Côn Minh tới Quảng Châu. Tuy nhiên, máy bay bị rơi và bốc cháy dữ dội vào chiều ngày 21 tháng 3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng thuộc thành phố Ngô Châu, Quảng Tây. Theo trang The Paper của Trung Quốc, một người dân sống cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 1 km cho biết nghe thấy âm thanh giống như một vụ nổ và nhìn thấy máy bay lao thẳng xuống đất trong khoảng 10 giây. Trang Flyradar 24 cho biết máy bay giảm độ cao rất nhanh từ khoảng 8.870m xuống khoảng 2.390m chỉ trong hơn 1 phút vào hôm 21 tháng 3. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong bài phát biểu tại Warsaw của Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden dành nhiều lời để công kích Tổng thống Nga Vladimir Putin, tới mức Nhà Trắng phải lên tiếng làm rõ những phát ngôn này. Động thái của Mỹ ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ phía Nga. Phát biểu tại lâu đài Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích Nga và chiến dịch tại Ukraine. Thậm chí trong bài phát biểu của mình, ông Joe Biden đã ám chỉ đến việc thay đổi chế độ ở Nga khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể cứ mãi nắm quyền, đồng thời kêu gọi người dân hãy ngăn chặn những gì mà giới lãnh đạo nước này đang thực thi ở Ukraine. Nhà Trắng ngay sau đó đã phải lên tiếng làm rõ khẳng định Tổng thống Joe Biden muốn nhấn mạnh Nga cần từ bỏ việc gây ảnh hưởng lên lãnh thổ Ukraine và nhiều nước láng giềng, chứ không hậu thuẫn cho thay đổi chế độ ở Nga. Theo hãng tin Reuters, phát biểu của ông Biden cho thấy sự leo thang rõ rệt về cách tiếp cận của Mỹ đối với Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã ngay lập tức lên tiếng phản bác những công kích trực diện này, khẳng định điều này sẽ chỉ làm xấu đi quan hệ giữa hai bên. Ba Lan là một thành viên của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 sau một loạt các hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Ukraine ở Bruxelles của Bỉ. Theo báo cáo, Ba Lan hiện đã tiếp nhận hơn 2,2 triệu người sơ tán từ Ukraine trong tổng số 3,7 triệu người đã đổ qua các khu vực biên giới ở Trung Âu trong một tháng qua. Một số người dân khác vẫn chưa thoát khỏi khu vực chiến sự Mariupol, miền đông Ukraine. Ba Lan là điểm dừng chân cuối trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần này về cảm kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan. Trước đó, cũng trong ngày 25 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hiện có khoảng 10.500 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan. Thưa quý vị, lần đầu tiên, các nhà khoa học Hà Lan đã phát hiện các hạt vi nhựa trong máu người và điều này làm gia tăng lo ngại về tác động của chúng đối với sức khỏe của con người. Cụ thể, các hạt vi nhựa siêu nhỏ với nhiều hạt có đường kính chỉ bằng 20% chiều rộng sợi tóc của người đã được phát hiện trong 77% tổng số người hiến máu trưởng thành khỏe mạnh tham gia thử nghiệm trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan vào năm 2021. Mặc dù vẫn chưa rõ tác động của vi nhựa đối với cơ thể của con người, nhưng những phát hiện đáng chú ý này một lần nữa cho thấy cách vật liệu có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch đang xâm chiếm mọi lĩnh vực của đời sống con người. Các nhà khoa học cho rằng con người thường xuyên phơi nhiễm với vi nhựa, do đó có thể hít phải hay là tiêu hóa chúng. Vi nhựa từng được tìm thấy trong chất thải tự nhiên của con người, nhưng phát hiện mới gây chấn động giới khoa học, khiến các nhà nghiên cứu không khỏi băn khoăn và đặt ra giả thiết các hạt vi nhựa nano siêu nhỏ có thể theo máu tới các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể của con người. Một thuyền viên tại Philippines đã nghĩ ra cách vượt qua những căng thẳng mệt mỏi sau chuyến đi biển dài ngày, đó là dùng tóc của mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Zestonia Garcia, đồng sở hữu của một hiệu cắt tóc ở Manila, rắc những mảnh tóc đã cắt lên một tấm vải trắng sống, sau đó sử dụng một chiếc bàn chải mỏng và keo nhựa trong suốt để sắp xếp chúng thành hình ảnh bằng tóc đầy ấn tượng. Thông thường, quá trình này sẽ mất từ 2 đến 5 giờ. Được biết, công việc chính của người đàn ông 32 tuổi này là thủy thủ. Garcia thường dành tới 8 tháng mỗi năm trên các tàu du lịch. Vì vậy, lúc ở trên biển, anh hay thiếu nguyên liệu đầy đủ như sơn và bút vẽ để thực hiện đam mê nghệ thuật của mình.
Do tính chất công việc trên tàu nên chúng tôi rất dễ bị căng thẳng, lo lắng và kiệt sức. Vì thiếu ngủ, chúng tôi cần có một lối thoát để đối phó với chứng trầm cảm. Đối với tôi, chính là làm nghệ thuật. Vào năm 2021, Garcia đã chuyển sang sử dụng chính tóc của mình để chế tạo hình ảnh. Lúc ban đầu, anh tự vẽ chân dung bản thân, sau đó lại chuyển sang những người nổi tiếng. Garcia cho biết, việc làm nghệ thuật này giúp anh giảm bớt căng thẳng cả về thể chất và tinh thần do những chuyến đi dài gây ra. Trí tuệ nhân tạo AI nay đã có thể ứng dụng vào lĩnh vực nghệ thuật. Mới đây, một phần mềm chơi nhạc đã có đêm trình diễn cùng dàn nhạc jazz chuyên nghiệp của nghệ sĩ Danma Molinero đến từ Vương quốc Anh. Danma Molinero, nghệ sĩ đến từ trường đại học Southampton của Anh, đã dùng các thuật toán và biểu diễn độc tấu ngẫu hứng để kiểm tra cách con người và máy móc làm việc cùng nhau khi ở cùng một ban nhạc. Phần mềm có tên là Jazz Transformer hay JT có thể tạo ra những bản nhạc jazz mới dựa trên dữ liệu từ hơn 500 bản độc tấu của các nghệ sĩ nhạc jazz. Áp dụng AI vào đời sống hiện đang rất phát triển. Có rất nhiều những lĩnh vực khác như trải nghiệm con người, ô tô, công nghệ đã ứng dụng thành công. Và giờ chúng tôi đang làm điều tương tự với nghệ thuật. Trước buổi hòa nhạc, phần mềm sẽ được ghi dữ liệu của bản nhạc sẽ được biểu diễn. Và sau đó, phần mềm sẽ chơi độc tấu phần của mình. Bản nhạc sẽ chơi chồng lên bản độc tấu đó, tạo ra bản hòa tấu mới giữa con người và công nghệ. Với những người phát triển phần mềm, đây không phải là sự thay thế, mà là sự phát triển mới đối với âm nhạc, khiến cho lĩnh vực này trở nên thú vị hơn. Khi mặt trời ló dạng trên lâu đài Roca Calasso, một ngôi làng trên núi cao cũng dần hiện ra, và đây chính là hình ảnh đã in sâu vào tâm trí của người thanh niên trẻ, khiến anh muốn hồi sinh lại ngôi làng trung cổ cạnh lâu đài Roca nổi tiếng của đất nước hình chiếc ủng Italia. Roca Calasso là một trong số nhiều ngôi làng ở Italia từng bị bỏ hoang và hiện đang được hồi sinh. Động lực thúc đẩy nơi đây là du lịch giá rẻ và mong muốn có một nơi yên bình để tận hưởng cuộc sống của những người trẻ tuổi. Tôi đến đây trên chiếc xe máy của mình và khi nhìn thấy bình minh đang thắp sáng lâu dài. Đối với tôi, đó là một cảnh tượng có dấu ấn mạnh mẽ. Kể từ ngày đó, có gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi quyết định ở lại đây và thích nghi với cuộc sống này. Ở độ cao khoảng 1.400m so với mực nước biển, lâu đài Roca Calasso được xây dựng cách đây khoảng 1.000 năm, là một trong những lâu đài cao nhất ở châu Âu. Ngôi làng bên dưới hiện được nhiều người mua lại để khôi phục quang cảnh thời Trung Cổ. Họ sử dụng chúng như nhà ở hoặc nơi để nghỉ dưỡng. Người dân đã thành lập một hợp tác xã với khoảng 20 người, đóng vai trò như những hướng dẫn viên du lịch, dẫn du khách tham quan lâu dài và ngôi làng Roca Calasso. Đầu tháng này, Bộ Văn hóa Italia đã đưa Roca Calasso vào danh sách 21 địa điểm tại Italia sẽ nhận được 20 triệu euro để tái cơ cấu.